công dân Việt Nam học khá. Vâng, cố gắng. Rồi. Cố gắng để được học bổng các thứ em nhất, phần nào hay phần đó ấy. Vâng, vừa được chính thức, vừa được chính thức. Dân Việt Nam ở đâu học khá? Rồi. Anh đánh vừa đẹp lại vừa khó chịu. Trời ơi, đẩy sạc quá. Bóng vào bóng. Tức xấu đó đánh cho nhau để nó vui ông làm anh nó khó chịu gì à? Tức chúc chủ tức chúc chủ tịch ngay. Đẩy quá nhỉ? Thế sao sang phân đều đánh nhỉ? Không phân đều với hai ông đánh một lúc là nó tán. Trời ơi! Nó đánh hàng đánh quả, tụi nó sẽ đánh dấu hốt. Cái gì mà ngồi cái nó nồi vô đánh bóng. Được 5 con hàng luôn. Vậy không? Hay lắm. Ồ. Tới chuẩn bị vị trí. Giờ thì sẽ là trận đấu. Rồi sao đây? Hôm sau có chỗ nào làm bếp giới thiệu cho Hoàng Việt Cường đi nó làm bếp đấy. Được anh Tân. Đừng nâng cao tay nghề chú. Trời. Thấy nó thái thịt thế này có vẻ không ổn. Nó để cái xương nó mang về đấy. Em tưởng lắp cái thì tôi ra đi. Thế anh Khánh này, anh Khánh trai đẹp. Cháu, cái cháu đó. Thằng ở kia. Ôi. Tôi không ai ăn xôi à? Em cũng là chủ bàn á, ông quẹ quẹ. Không phải ăn xôi là em. Dưới sao vậy? Dưới đâu anh? Dưới đâu ấy? Dưới anh thi hết cứ gì đến gì nhỉ? Hết cứ gì đúng hết mít tư mà đúng không? Rau ngon đấy. Mít tư đã luôn, hay lắm. Rau giòn, rau tươi giòn, nó là rau, gọi là rau diếp cả. Thằng lách. Ôi trời ơi! Hay quá trời ơi! Lâm lên lâm lắm. Hay quá trời ơi! Quả đấy giật không lên được. Trời đỡ cái đó không ngờ luôn. Trời ơi, tốt quá. Mới kẹt ra. 18. May ra chỉ có anh Toàn đỡ được quả của anh Cường ấy. Em này em chịu đấy. Của em. Ôi. Trời ơi. Hai này. Còn hai này. Trong khi là giờ có Khánh. Mày đấy là mất tập trung. Mà em tốt đó nhá. Để em đưa lên. Còn mũi rất là khô. Khán giả thích nói gì được đúng không? Ôi giời. Ôi sao em chắc phải. Đúng rồi. Một quả. Đúng rồi. Bữa nay nó nhiều quá. Mà thì em cơm anh cho. Không có một trời ơi. Toàn như cửa nó lên. Một hai à. Một đều. Đây này. Đây này. Ôi trời ơi. Chuẩn. Đây này là đúng phải. Cái hai đều đúng phải. Tốt lên tay phải. Lên cần nữa chẳng á. Ôi hay lắm. Hay lắm. Ba. Một ba. Tại vì nó đánh câu lạc bộ dưới đất dày. Hay lắm rồi. Ôi, ôi. Hay lắm rồi. Ôi. Hay luôn em. Ôi, quả đấy xoáy. Cắt lên là ông ấy là cắt xoáy. Chết rồi đấy. Rút rồi đấy. Rút rồi. Rút rồi. Rút lên được à? Trơn vào đấy mà nó không kéo được nhỉ? Được. Ba đấy quả đấy em hạt xuống ấy. Anh xem. Em học chanh luôn ấy. Chụp hình lại. Ba đều. À, Duy đang chơi tới nhỉ? Ừ. Duy cái này nó không tới là mắc quẹt nó mà. Mua đồ ăn cho nó không tới, cắt mỏng thôi em. Thế à? Em cắt. Em cắt giống anh ấy. Ừ, cắt mỏng thôi. Trời mỏng ơi. Hơn à? Mỏng hơn hay mỏng hay hay mỏng quá. À đây, cái nó mỏng. À đây là nó mới mỏng đúng không? Vâng, nó mỏng cái chiều kia rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Anh Tân, cái anh Tân bảo đi bổ túc quá nên em phải vận dụng hết kỹ năng em có. Chín rồi. Còn lấy vợ đây. Trời ơi. Bia đâu rồi nhỉ? Bia của anh mà. Bia của anh mà. Bia của anh mà. Anh uống cái chân đi. Bia của anh. Này, các khoản đấy 2:07. Dưới là khoản này. Quảng nhất. Ôi, hay rồi. Hay rồi. Đến hôm đánh cho uống gì em? Ôi trời.
để anh lấy bia ra. Nè, đúng rồi. Uống đi. Không đánh thì uống đi chứ. Anh, bia của anh chưa? Đây em. Tám quá. Úi dồi. Tự nhiên không đưa mình giơ tay làm gì ta. Anh xả tự nhiên. Hay lắm em. Bia đi. Hay lắm em. Được lắm em. Úi dồi ơi. Hai cái này còn nhớ biết à. Ủa đi nào. Đây nó phải nâng không? Đây này không à. Đây này không. Để quả nhiều quá. Giờ đi. Tắm một vào. Đánh quả khó quá. Một. Trời anh Doan anh em biết bài rồi. Cắt chìm lắm. Thôn. Ôi trời ơi. Đau đùi, đau đùi rồi. Con nữa có hai thế nhỉ? Đau đùi. Không ai, không ai. Ôi trời ơi. 1 2. À đấy. Chết rồi. Hay lắm. Ôi trời. Wow. My god. Hay quá. Vẫn cứu được. Vẫn cứu được. Hay con già dở rồi. 4 người ai cũng hay đó. Được. Hay đây rồi. Ồ này cắt đẹp thế. Đấy, anh Tần. em đang tạo ấn tượng với anh được đấy. Nhà có con gái lớn. À. Anh in kê được em. Chú được, chú được, chú được. Kiểm tra, kiểm tra. 5 thua nữa. Tại năm sau anh giật em sẽ đẹp. Học cơ trường gần đấy. 1-2 à? Ừ đấy. Chị có đưa ra đưa đón nhà. 1-2 à? 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 Thôi cái khoản đấy không cần. Nó kìa nó đẹp. Trời ơi. Ôi mình cũng rồi đấy. 4-3 nói thế nhà giàu cần. Không có tiền thì làm được cái gì. Không. Mình phải thể hiện là mình có đây chứ. Có rồi vẫn có thêm nữa được. Người gọi là quạt. Quạt con thêm mình không được nói ra là người ta biết. Hay lắm. Ôi dồi ôi có vui thế. Ôi mới vào thì anh cứ chờ sẵn. Này hy vọng yên tâm luôn. Mấy lần? 4 năm. Kinh nhở, đôi này là... Yên tâm đi. Càng thế càng hai đôi này là... Hùng quá. Hùng quá. Rồi, 5-6. 5-6 rồi mà nó sôi rồi, mất cái ghế bằng này. Mất cái ghế rồi. Mất cái ghế rồi. Lại lại, đang lại. 4 năm. 4 năm. 4 năm. 4 năm. 4 năm. 4 năm. Không có ý gì cả. Chết rồi, khuyến mại thế. Anh Tân anh không ăn mà. Có rồi. Ăn được hớn miệng vào đấy ăn. Còn người khác ăn. Mình nhớ mà ăn hết. Thế à? Ngả thế anh ơi. Ơ, ăn mà. Đang nước sôi. Nước sôi thì nó 49 thì. Cào lên. Quấy luôn. Ôi ngon thế nhỉ? Chết cái rau nhà người ta nhớ không ạ? Cắt cái miếng nhỏ. Nó cuốn. Rồi. Ôi dồi ôi. 2-1. Có vẻ đánh chậm anh thôi. Có vẻ đánh bài rồi đấy. Ôi ôi. Em bảo đánh chậm em, đánh nhanh ấy. Không có chấm nè, chép vào. Đấy, rồi xong cầm đi. Hay lắm em, ôi ôi. Trời ơi, mày đây. Anh ơi, không có hành nhỉ anh? 2-3. Có hẹ. Mai lại thấy. Mai lại thấy. Chuyển bàn chỗ khác rồi. Ba đây.
hay thế nhở? Hay thế nhở? Anh Doan đập ở đâu mà về hay thế? Anh Doan đầu này đi tập huấn ở đâu ấy nhở? Đầu này đánh hay thế. Mình không xem đâu nhưng mà mình ăn rau của ông ấy phải khen. Hay đó nhở? Hay rồi. Hay lắm chú. Rau của ngay ngoài vườn này, nhưng gọi là rau sạch. Em bảo là vặt thêm cả hành đúng không? Rồi, đào thảo đó. Người ta đá World Cup còn phải ưu tiên chủ nhà. Đúng rồi. Người ta cạo một tí thì không sao. Chỉ sâu rồi chú. Chỉ sâu rồi. Cúc mới vào được đấy. Nước sôi luôn đi chú. Hay lắm. Đấy. Đấy. Quả đấy có cạo. Vẫn có cạo. Thế sao không sao đấy? Dâu dài thế. Một cái đấy cái này cũng được. Không có ăn đi. Đấy. Ui. Trần Vũ rồi. Đấy lại anh khỏi đây lại. Tiền anh kê cao lên tí. Hay lắm trời ơi chú ơi. Bây giờ cứ trích anh là nước sôi à? Bây giờ cứ trích theo phần trăm lương. 1% lương. 17, 18. Ôi trời ơi. Ai là sinh viên thì khỏi phải đóng góp, anh em mình khỏi đóng góp nhỉ? Không, đảng viên đóng góp nhiều hơn. Không có chuyện đấy. Người ta là sinh viên thì làm gì có thu nhập. Người ta đảng viên là bao giờ nó phải đảng viên. Ôi trời ơi. Tôi sinh viên là không phải đóng góp gì cả. Ở đây nhỉ? Ở đây nhỉ? Dẻo lên quả, dở nhỉ? Rồi xong rồi. Xong rồi nhá. Xong rồi, cắt tiếp đi. Ôi trời ơi, sao lại xa thế? Quả đã cạo hay sao chứ? Râu cạo qua rồi mà. Dài đấy cơ à? Dài quá. Dọa ghê thế. Cao. Này đòi cạo. Hay lắm. Ôi trời ơi. Cạo ơi. Đúng không? Cạo ơi. Cạo phải cạo. Không một thôi. Hơn một đấy. Không nhắn lọ. Hết cả lông rồi. Cạo nhiều thế. Nó tẩy nước cạo nó không cho nó mà. Ôi my god. Dạ do tầm nhà. Thường chuyên giật quả đấy à? Cái nhìn vài mã điều hướng thì cháy cái bàn cái bằng. Các bạn phải nghe. Đấy đấy. Quá. Đúng rồi. Bắt bao rồi đấy. Em muốn đấy các bạn đánh răng sân khách rồi nè. Được, được. Cái đó là cái điểm này nó chạy qua thăm bên đây rồi. Đây là cô chủ. Rồi. Nản khó. Đập ngay tới để họ đánh tôi thua rồi 3-1 rồi.